thân và quay lại những khoảnh khắc vui vẻ ấy bằng chiếc iPhone của mình. Thì đoạn video dài nhưng bạn chỉ muốn đăng tải một phần ngắn lên mạng xã hội thì không biết phải làm như thế nào. Thì qua cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt video trên iPhone không cần dùng ứng dụng, rất đơn giản và nhanh chóng theo các bước sau đây. Ở bước 1, các bạn mở ứng dụng ảnh trên iPhone của bạn lên và chọn cái video mà mình muốn cắt. Ở bước 2 thì các bạn nhấn vào cái nút sửa ở bên góc phải, di chuyển cái thanh màu vàng như trong hình này để chỉnh sửa điểm bắt đầu và điểm kết thúc của cái video nha. Ở bước thứ 3, sau khi đã căn chỉnh xong, bạn chọn vào xong rồi chọn lưu video thành clip mới là đã hoàn thành xong cắt video rồi. Chúc các bạn thành công.